Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập bài chung có chủ đề lựa chọn linh hồn của bạn ở kiếp sống này, bạn độc hành hay có đôi. Bạn có hiểu chủ đề này không ạ? Chủ đề này sẽ có hai nội dung. Một là chúng ta sẽ đi tìm cái lựa chọn linh hồn của bạn ở kiếp sống này, và thứ hai, lựa chọn hoặc là sứ mệnh đấy ạ. Thứ hai đó là bạn sẽ thực hiện cái lựa chọn cái sứ mệnh của mình một mình hay là có một ai cùng đi với bạn. Và riêng trả bài này chỉ dành cho những người đã bước vào con đường tâm linh rồi, còn những trường hợp mà các bạn đang còn luân hồi theo kiểu đang còn thăng trầm trong cái nghiệp quả ấy, thì không phải là đối tượng dành cho các bạn, còn không phải là trả bài dành cho các bạn. Nhưng mà nếu như bạn muốn nghe thì bạn cứ nghe, bởi vì chúng ta tất cả những linh hồn rồi cũng sẽ bước đến con đường cuối cùng là các bạn sẽ hoàn thành nghiệp, các bạn thực hiện sứ mệnh tâm linh và trở về nguồn các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ rút hai, vì là đây chỉ dành cho những cái trả bài này chỉ dành cho những linh hồn đã thức tỉnh bước vào con đường tâm linh rồi, cho nên là mình chỉ có hai tụ bài thôi. Mình sẽ rút hai lá bài ngẫu nhiên để các bạn chọn cho mình nhé. Một này, tụ bài số 1 là ba kiếm, tụ bài số 2 là King of Cups nhá. Rồi, bạn chọn cho mình một tụ bài, các bạn cảm lá bài đại diện cho tụ bài 1, 2, các bạn cảm thấy liên kết. Sau đó chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Chúng ta đang ở chủ đề lựa chọn linh hồn của bạn ở kiếp sống này, bạn độc hành hay sánh đôi hay có đôi. Thì trước hết là mình sẽ check cái lựa chọn linh hồn của bạn ở kiếp sống này nhá. Trong lúc rút bài thì mình sẽ dừng màn hình lại. Lựa chọn linh hồn của bạn ở kiếp sống này. Cái lựa chọn linh hồn của những người chọn tụ bài số 1, mình thấy đó là lựa chọn những mối quan hệ. Tại sao mình lại nói như thế? Đây, giờ hai giờ phần. Và những mối quan hệ này đều là những mối quan hệ tình cảm. Thì các bạn nhớ cho mình là mối quan hệ ở đây không chỉ có tình yêu nói chung đâu, mà có cả như là các mối quan hệ tình cảm gia đình này. Gia đình ví dụ như là bố mẹ này, vợ chồng này, con cái này, bạn bè này, đồng nghiệp này, vân vân. Và những cái từ những cái mối quan hệ này thì bạn đều là người cho đi rất nhiều khuyên áo khắp, bạn dành tất cả tình yêu thương cho họ, bạn dành tất cả sự chân thành cho họ. Nhưng mà cuối cùng mình thấy những cái đặc điểm của cái những người chọn tụ bài số 1 là các bạn luôn nhận về những tổn thương. Nhưng cứ mỗi sau mỗi tổn thương thì bạn lại phát triển thành một linh hồn mới, thành một con người mới. Sau đó bạn lại gặp một cái sự cố, ví dụ như lừa dối hoặc phản bội chẳng hạn, rồi sau đó bạn lại trở thành một con người khác, rồi cuối cùng lại đến năm lại. Có nghĩa là cái sự lựa chọn linh hồn của các bạn nó trùng trùng điệp điệp, có nghĩa là bạn cứ gặp hết cái chông chênh này đến cái chông chênh khác. Nếu được gọi là một con đường đi thì bạn cứ gặp hết ổ voi đến ổ gà, và cứ mỗi lần đi qua cái chặng đường đó thì bạn lại lớn hơn một ít nhá. Đó, đến đây thì tự nhiên mình tò mò, mình muốn hỏi rằng cái chặng đường bạn đi đã hết hay chưa. Có nghĩa là giống như là chúng ta đặt một cái câu hỏi là vậy thì cái gọi là những cái thử thách mà bạn chọn ấy đã dừng lại hay chưa, hay là bạn vẫn tiếp diễn cái hành trình này cho đến hết cuộc đời nhá. Câu hỏi tiếp theo là những cái thử thách mà bạn chọn ấy đã hết hay chưa, đã có dừng lại hay chưa, đã kết thúc hay chưa ấy, hay là bạn chọn song hành với nó suốt cả cuộc đời. Có nghĩa là giống như những cái chuyện đó nó trở thành cái, giống như là các bạn cứ tưởng tượng như là nó trở thành cái cuộc đời của bạn ấy. Đó, nó song hành suốt cuộc đời với bạn. Thì chúng ta tìm hiểu cái câu hỏi này thì mình thấy là 7 xu. Cái câu trả lời của mình, cái câu trả lời trong cái trả bài này, mình nghĩ bạn chọn cái kiếp sống này có nghĩa là bạn chọn những thử thách này, những cái gọi là những cái vật cản này, những cái ranh giới này để bạn vượt qua. Nghĩa là bạn sẽ coi như nó song hành suốt cuộc đời với bạn, nó giống như là một cái người bạn tri kỷ của bạn ấy. Những cái thử thách này, những cái mối quan hệ bạn gặp trong đời, nó giống như là tri kỷ của bạn, nó giúp cho bạn lớn lên mỗi ngày. Bây giờ mình phân tích cho bạn thấy nhé. 7 xu này, đó là cái sự băn khoăn. Đó, đôi khi mình có cảm giác như là trong cuộc đời của bạn ấy, trong cái hành trình của bạn, đôi khi có những trạng ngừng nghỉ. Năng lượng của 7 xu là ngừng nghỉ. Rồi 7 xu là ngừng nghỉ này, 2 xu là giống như là
trong lúc ngừng nghỉ thì bạn bắt đầu băn khoăn xem là cái gọi là con đường tiếp theo mình đi như thế nào. Những cái lá bài này nó đều biểu hiện cái sự băn khoăn ngừng nghỉ, sau đấy lại tiếp tục một hành trình mới. Từ cái sự ngừng nghỉ đó, hoặc là bạn gặp một cái sự cố nào đó, thì cái năm xung nó là một cái sự cố. Các bạn nhìn, chỉ cần nhìn vào cái cây này, các bạn sẽ thấy là cái người này là ông này họ trồng một cái cây nhưng cuối cùng nó héo rũ, đúng không? Đấy, có nghĩa là mình có cảm giác cái trên chặng đường các bạn ấy, cứ thỉnh thoảng các bạn được nghỉ ngơi, bởi vì năng lượng của bảy xung là được nghỉ ngơi, dừng tay nghỉ ngơi ấy. Tự nhiên mình nhớ đến cái câu thơ trong bài Mưa Xuân của Nguyễn Bính ấy, kể về cái cô gái rời cửi ấy. Cái gì nhỉ, em ngừng tay lại giữa thoi sinh đấy, em ngừng tay lại giữa thay thoi sinh, em ngừng thoi lại giữa tay sinh đó. Đây là đó, ý như thế, nghĩa là bạn sẽ có giống như là bạn chọn một khoảng thời gian nghỉ ngơi nào đấy rồi lại tiếp tục, bởi vì hai xu là cái sự băn khoăn đó. Rồi các bạn lại gặp một cái cảnh mà ví dụ các bạn thất bại trong một cái việc gì đó, và từ đó các bạn lại tiếp tục phát triển rực sáng. Năng lượng của ta là rực sáng các bạn nhé. Thinh of One trở thành càng ngày các bạn càng trở nên thông thái. Cái ông vua gậy ở đây là ông vua của sự thông thái, của tầm nhìn, của chiến lược, mà cái tầm nhìn chiến lược con đạt đến cái sự thông thái của một cái người mà già cỗi như thế này rồi và bạn lại bước sang một hành trình khác, rồi bạn lại tiếp tục. Vậy thì với câu hỏi đó là cái hành trình này đã kết thúc hay chưa, hay nó lại vẫn nó đồng hành với bạn suốt cả cuộc đời, thì mình chỉ có thể có một câu trả lời: bạn chọn nó là tri kỷ cho bạn suốt cuộc đời này. Và cái việc bạn cảm thấy mệt mỏi hay không, bạn cảm thấy áp lực hay không, nó là do bạn mà thôi. Đến một lúc nào đó mà các bạn cứ tưởng tượng như chúng ta là một người nông dân ấy, mà nếu mỗi một ngày không có không 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 được đến, không được ra đồng để làm việc ấy, không được lao động ấy, các bạn cảm thấy buồn, thì lúc đó các bạn sẽ cảm thấy vui, các bạn không cảm thấy ngại ngần nữa. Còn một lúc nào đó mỗi một buổi sáng thức dậy, bạn cảm thấy là tại sao cái số của tôi nó khổ như thế ấy? Lúc nào tôi cũng phải đi làm, lúc nào tôi cũng dãi nắng dầm mưa, thì bạn sẽ khổ, đúng không? Còn khi nào bạn cảm thấy rằng nó chính là cái lựa chọn của bạn, và mỗi một cái thử thách là nó nâng cuộc đời của bạn lên, nó nâng cái trí tuệ của bạn lên, nâng tâm hồn của bạn lên, thì bạn sẽ cảm thấy vui đó. Cái tụ bài số 1 là như thế các bạn nhé. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, câu hỏi quan trọng và mình nghĩ rằng rất nhiều người muốn nghe, đó chính là bạn chọn độc hành hay là có đôi ở kiếp sống này. Có nghĩa là nói một cách rõ ràng là bạn sẽ đi một mình hay có một ai đi cùng bạn trong cái con đường đầy gập ghềnh này hay không nhé. Bạn sẽ đi một mình hay là có ai đi cùng bạn trên con đường gập ghềnh này hay không? Mẹ ơi, cái này có vứt đưa đi không? Không, để bọn cái nổ đấy nhá. À, mẹ ơi, sau giờ ta làm việc nhà, mẹ cho con 50k để con bỏ vào lợn, con tiết kiệm 7 triệu. Mẹ ơi, hát rồi. Cái này cái gì ấy? Hành, đừng hỏi nữa. Tươi. À, với câu hỏi đó chính là cái mối quan hệ này. À, với câu hỏi đó là cái người đàn ông này, cái người mà năng lượng nam trong cái trả bài này ấy, họ đi một mình hay là theo kiểu là hai người sẽ song hành một thời gian hoàn thành bài học của mình rồi đời đi, hay là các bạn sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời. Thì ở đây mình thấy thế này này. Vua gậy, Emperor, The Hypnotic. Trước hết là mình thấy thế này này, ở đây có năng lượng bạch dương rất là lớn các bạn nhé. Như các bạn nhớ cho mình này, bạch dương sẽ có hai bản, một là bản cao và bản thấp. Các bạn phải tự đặt cho mình một câu hỏi là lý do tại sao bạch dương lại là cung đứng đầu 12 cung hoàng đạo, các bạn hiểu không ạ? Đó, cho nên là bạch dương hãy chia làm hai bản này. Nếu bản thấp thì họ giống kiểu là họ còn nông nổi này, họ còn trẻ con này, theo kiểu là họ nóng tính này, họ ham vui này, họ ngựa non háu đá này. Nhưng ở bản cao thì họ là người mang năng lượng của thủ lĩnh. Các bạn chỉ cần nhìn vào King of One và Emperor, mình để cho các bạn tự cảm nhận hai cái lá bài này. Cho nên là mình chắc chắn một điều, trong tụ bài số 1 này sẽ có những người nữ yêu những người nam, họ là những thủ lĩnh, họ có tố chất của thủ lĩnh. Và với năng lượng King of One và Emperor này thì mình nghĩ rằng họ có những cái năng lượng của những người mà họ muốn cống hiến, họ khao khát cống hiến, họ khao khát những cái điều lớn lao, họ sáng tạo, kiến lập ấy, kiến tạo này, sáng lập này,
và làm nên một cái gì đó lớn lao cho thế giới này. Sẽ có những người như thế, và nếu ai đang yêu một người như thế thì các bạn comment ở dưới cho mình nhé. Bên cạnh họ chính là năng lượng nữ giờ hyperactive. Các bạn nhớ năng lượng giờ hyperactive, các bạn so sánh, làm một phép so sánh như thế này cho dễ hiểu này. Họ giống như là những cái cố vấn ấy. Ví dụ như là các bạn biết là trong lịch sử Việt Nam và Trung Quốc không hiếm có những người nữ mà trở thành hồng nhan tri kỷ, có nghĩa là vừa là vợ yêu, vừa là tri kỷ, vừa là người tình, vừa là cái người mà cố vấn, cống hiến cái tài năng, cái kế sách của họ cho cái ông vua này, cái gọi là cái người nam này. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Và các bạn diễn những cái vai như thế, và cái để mà các bạn phương tiện để các bạn thực hiện cái điều này đó chính là chính gậy, nghĩa là cái người đàn ông này họ cứ tập trung vào cái cây nho này đó. Các bạn hiểu không? Họ có cái đam mê của họ, họ có cái lý tưởng riêng của họ. Thì cái người nữ này ban đầu là cô ấy rất là đau khổ, bởi vì cô ấy cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi. Nhưng sau đó thì cô ấy đứng dậy, năng lượng của một gậy, nghĩa là cô ấy tự phá vỡ cái hàng rào của mình, cái ranh giới của mình, cô ấy vượt qua cái giới hạn này. Vậy thì mình sẽ xem là vậy thì sau cùng cái điều mà cả hai người này đạt được, có nghĩa là mình muốn xem cái đích cuối cùng của nó là cái gì, cái đích của nó là gì, mình muốn xem cái đích của nó là gì. Mình muốn xem cái đích của nó là gì. Emperor, The Fool, King of One Star. Mình nghĩ ở trong tụ bài số 1 này, cái tình yêu ấy, các bạn là một đôi các bạn nhé. Các bạn là một đôi. Cái đôi này ấy, dựa vào lá bài chất mần thì mình thấy một điều. Đây là một đôi các bạn đã trải qua rất nhiều kiếp sống rồi. Mình sẽ phân tích cho các bạn biết tại sao mình lại nói là một đôi. Bởi vì có một cặp Emperor và Empress ở đây. Đây, một cặp đôi đây. Ở đây thì mình nghĩ là sẽ không nhiều đâu, có thể chỉ có một vài đôi. Đấy, cho nên là những ai mà các bạn đang đúng với cái hành trình của mình thì các bạn có thể comment cho mình biết, cái chia sẻ câu chuyện trở thành cái nguồn cảm hứng cho mọi người. Các bạn là một đôi, và tại sao mình lại cảm thấy đây là một cặp đôi mà các bạn đã trải qua nhiều kiếp sống, thì có thể kiếp sống nào các bạn cũng đóng những cái vai diễn ấy, làm những cái việc lớn lao như thế, hoặc là các bạn đã từng có ước vọng như thế nhưng các bạn thất bại ở một kiếp nào đấy, và kiếp này các bạn gặp lại để các bạn thực hiện điều đó, nó thể hiện bằng năng lượng của chất mần. Đó có nghĩa là có một cái gì đó các bạn giống như là đã từng có ước hẹn là làm một cái việc gì đó lớn lao, chúng ta sẽ song hành, chúng ta sẽ là một đôi ở kiếp sống này. Nhưng mà ở kiếp nào đó, một là các bạn bị thất bại, các bạn không hoàn thành được cái điều đó, và kiếp sống này các bạn muốn làm lại cái điều đó, hoặc các bạn đã từng làm như thế rồi và kiếp sống này các bạn tiếp tục phát triển cái gọi là cái dự định đấy, cái ước vọng đó của các bạn. Mình thấy năng lượng của The Fool và Knight of Wands, mình thấy năng lượng của người nam ở đây, năng lượng của người nam các bạn ạ, đây là một người có một ước vọng rất là lớn lao. Cho nên nếu như cái bạn đang yêu một người mà bản thân họ chỉ thích một cuộc sống bình thường thôi, người nữ á, đó họ chỉ sống một cuộc sống bình thường, thích một cuộc sống yên ổn, một cuộc sống mà theo kiểu là bình yên qua ngày đoạn tháng, thì đây không phải là cái đối tượng dành cho bạn đâu. Cái đối tượng dành cho bạn ở đây có một ước vọng vô cùng lớn, họ mang một nội lực phi thường, họ mang một ước vọng, một lý tưởng lớn lao vô cùng, nhưng họ âm thầm, họ không nói ra. Năng lượng của The Fool giống như là họ luôn luôn đi tìm sự mới mẻ và sáng tạo. Mình thấy người này là người mà mình nghĩ là họ rất là cẩn trọng, có nghĩa là khi mà họ tiếp xúc hoặc đối diện một cái vấn đề nào đó, họ suy xét rất là nhiều. Năng lượng ở cái na vua đấy có nghĩa là họ không để những cảm xúc chi phối đâu các bạn nhé, nghĩa là khi mà họ thấy có vấn đề là họ sẽ giật cương ngựa lại ngay. Người ta là cái năng lượng của họ dọn dẹp bóng tối, họ là một người mà giống như là một cái, các bạn nhìn thấy cái lá bài này, người ta năng lượng của một dũng sĩ đang chiến đấu với con mãng xà của mình, có nghĩa là họ luôn lặng lẽ họ làm cái việc của họ, và họ meditation, họ trở thành một thiên tướng. Người này là một người chậm nhưng chắc, năng lượng của Hangman 7 gậy, có nghĩa là mình có cảm giác như cái sự chuyển hóa của họ nó dần dần ở bên trong ấy, và họ cứ một thân một mình họ chiến đấu như thế, họ lựa chọn cái con đường đó. Và ban đầu mình thấy ở đây có hai cái nguồn năng lượng này, ban đầu là họ hỗ trợ cho người nữ, có nghĩa là họ sẽ làm cho người nữ trở thành một giờ hyperactive trước đấy, một empress trước, và sau khi mà cái người nữ này trở thành một empress, trở thành một giờ hyperactive, thì người nữ lại quay trở lại hỗ trợ họ để họ thành công trên con đường của họ. Và khi nào mà hai người trở thành Empress và Emperor thì các bạn sẽ ở bên nhau. Đây là một cặp đôi mà các bạn sẽ ở bên nhau. Như mình nói trước với các bạn là với cái năng lượng này thì tất cả những người nghe ở đây không phải tất cả là của các bạn đâu, mà chỉ có thể một vài cặp đôi, hoặc nó là tương lai, là kiếp sau của các bạn nhé. Cho nên nếu các bạn cảm thấy các bạn nghe, các bạn hứng thú, các bạn yêu thích
Các bạn hãy coi nó là của mình và hướng tới cái điều đó. Và nhớ rằng đối tượng của các bạn, nếu như là một người họ thích một cuộc sống bình thường, họ chỉ muốn một cuộc đời yên ấm thôi, yên yên ấm ấm ấy, sống một cuộc đời bình thường thôi, thì đó chắc chắn không phải là đối tượng của bạn. Các bạn nhớ cho mình, đang bị dông cho nên là mình sẽ đóng cửa lại nhá. Khi mình nói cái câu là nếu như họ chỉ là một người mà họ muốn một cuộc sống yên ấm ấy, thì họ không phải là đối tượng của các bạn. Để các bạn hiểu một điều, đó chính là nếu các bạn yêu họ, các bạn gắn bó, muốn gắn bó với họ, thì có thể bạn không lựa chọn cái linh hồn giống như là cái năng lượng mình vừa mới đọc. Hai là đây không phải là đối tượng của bạn. Nếu bạn hừng hực một cái ý chí là bạn có một cái sự thôi thúc cống hiến nào đó, thì bạn sẽ gặp một người khác. Bạn hiểu vấn đề không? Nghĩa là chúng ta mở rộng cái vấn đề ra nhá. Và trả bài chung thì mình nghĩ là các bạn chỉ nghe tham khảo thôi và chia sẻ với nhau về hành trình của các bạn thôi. Còn nếu như bạn muốn nghe một câu chuyện cụ thể dành cho riêng mình, thì bạn nên chọn trả bài riêng. Đó là cái điều mà mình rất là chân thành nói với các bạn điều đó nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kênh của mình không có kích cầu lượt nghe đâu các bạn. Mình để nó phát triển tự nhiên, cho nên là nếu như bạn phù hợp với kênh của mình, có nghĩa là bạn tìm thấy hành trình của mình ở kênh của mình, thì hãy ủng hộ mình, đăng ký kênh giúp mình và tạo để lại cho mình một nốt like và comment để giúp nó phát triển nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn thời gian qua luôn đồng hành chia sẻ cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Chúng ta đang ở trả bài chung có chủ đề đó là lựa chọn hoặc là sứ mệnh linh hồn của bạn, bạn độc hành hay là có đôi, có nghĩa là có ai cùng đi với bạn hay không ấy. Thì tí nữa thì mình sẽ đặt cái tiêu đề cho nó gọn gàng hơn, nó phù hợp nhá. Rồi bây giờ mình sẽ check là ở trong trả bài của chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Trong cái chủ đề này có hai nội dung chính. Một đó là cái lựa chọn hoặc là sứ mệnh linh hồn của các bạn, và hai đó chính là có bạn độc hành hay là có đôi nhá. Thì trước hết là mình sẽ check cái sứ mệnh, cái lựa chọn linh hồn của các bạn. Mình thấy ở đây có một câu chuyện mà năng lượng, nếu tụ bài số 1 là năng lượng của nữ thì tụ 2 là năng lượng của nam. Mình thấy ở đây có 9 xu và có một năng lượng của kỵ sĩ xu, giữa các bạn là 5 kiếm. Mình có cảm giác như là cái năng lượng của chín xu thì ở đây sẽ xuất hiện những người nữ. Năng lượng nữ là năng lượng của người thành đạt, giàu có. Mà cái sự giàu có ở đây mình không nói về tiền bạc đâu, mà giàu có về cái gọi là cái nghị lực, cái ý chí, cái thần thái, cái phong độ, cái khả năng gọi là cái độc lập tự tin của các bạn ấy. Đó. Còn cái sự giàu có thì khó đo lắm các bạn. Làm sao để đo được một người giàu có đến đâu được, đúng không? Đó. Và kỵ sĩ xu này thì mình nghĩ rằng có thể ở đây có cái năng lượng của một người mà họ cảm thấy chín xu quá xa vời với họ. Giống như có cái gì đó mà họ cảm thấy là cái khu vườn của nàng đẹp quá ấy, và hầu như là nàng dành tất cả tình yêu cho khu vườn của nàng, và nàng không để ý gì đến ai cả. Vậy thì liệu nàng có chú ý đến ta chăng? Đó, và họ cứ đứng đó họ nhìn thôi. Đó, họ cứ đứng đó họ nhìn, và cuối cùng cái tình yêu ấy nó cứ phai dần, giống như một cuộc chiến tranh đến hồi kết ấy. Đó là năng lượng thứ nhất. Năng lượng thứ hai là có thể trong mối quan hệ này, cái người nữ này họ cứ chờ đợi năng lượng của kỵ sĩ xu. Nếu mà sắp xếp lại như thế này thì các bạn sẽ thấy nó hợp lý này đó. Một cái người mà họ cứ cầm cái đồng xu, phải vượt qua cái dòng sông này để đến với kỵ sĩ xu này. Họ cứ trần chờ và khiến cho cái mối quan hệ này nó cứ rơi vào quên lãng và im lặng. Và cuối cùng thì nó rơi vào quên lãng im lặng thật, và người nữ này trở thành chín xu. Đó. Khi mà người nữ này trở thành chín xu thì mình thấy người nam này rơi vào chín kiếm, có nghĩa là họ cảm thấy buồn. Họ suy nghĩ rất là nhiều. Họ nghĩ về giống như là mình nghĩ rằng với cái năng lượng của Strength á, thì trong cái trả bài này, cái liên kết này, Strength là một cô gái rất là dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương, cái hình mẫu của một người vợ, theo kiểu là cái người vợ mà đầm, cái người vợ, cái cảm giác của cái sự ấm êm trong gia đình ấy. Người vợ thường nói về cái người vợ mà đảm đang này, thu vén này, đấy, đối nội đối ngoại này, người vợ chăm con này, yêu con này, người vợ, một cái người vợ có cái gì đó rất là tuyệt vời trong gia đình. Họ nghĩ về cái điều đó và họ nghĩ là liệu còn có thể, theo kiểu là năng lượng của ba gậy là cái sự gặp lại không ấy, đó, sự gặp lại hay không. Ở đây có cả những cái người mà có thể trong mối quan hệ ba người, theo kiểu như là giống như là họ biết rõ ràng cô ấy là Strength, cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời mà mình cần, sự ấm áp của cô ấy, sự bình yên của cô ấy, những cái sự giỏi giang mạnh mẽ của cô ấy chính là cái điều mình cần. Nhưng ba cốc thì có thể là, một là các bạn trong mối quan hệ ba người, hai là có yếu tố thứ ba xen vào để khiến cho họ cứ phải như thế này. Và cuối cùng bây giờ năng lượng của bảy xu là họ đang im lặng suy nghĩ về tất cả những gì đang diễn ra nhá. Đó, mình thấy cái năng lượng là như thế. Ở đây mình nghĩ là mình sẽ phải rút thêm một cái bộ bài nữa để mình xem là cái điều
điều gì nó diễn ra tiếp theo. Nghĩa là chúng ta thấy một câu chuyện như thế nhưng mà mình muốn làm rõ hơn bằng một bộ bài khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả bài tiếp. Queen of Wands. Mình nói như vậy là bởi vì mình vừa có cái việc để dừng lại một chút rồi. May mà có cái nút dừng lại. cái điện thoại của mình có chức năng dừng lại ấy. Queen of Wands Star. Mình nghĩ là với câu hỏi là chúng ta đặt ra cái câu hỏi là nếu như mà nghĩa là cái mối quan hệ của các bạn ấy, cái người mà xuất hiện trong cuộc đời của bạn ấy này, đây là năng lượng nam các bạn nhá, cho nên là cái đối tượng đó sẽ là chín xu, thì họ sẽ đồng hành với bạn suốt cuộc đời hay là xong cái bài học nào đó thì họ sẽ rời đi. Thì mình thấy như thế này, Queen of Wands, mình nghĩ cái mối quan hệ này của các bạn, mình nghĩ là mình không dám chắc chắn 100% nhưng mình nghĩ rằng rất khó để các bạn rời nhau ra, bởi vì các bạn thấy cái kết của đây, hai cốc là một này, hai cốc là một nhá, và cuối cùng King of Cups và Queen of Swords là hai. Mình sẽ phân tích cho các bạn từng cái một này. Cái câu lúc nãy mình nghĩ là mình nó thiên về ý thứ hai là cái người nam đó cứ đứng để chờ ấy, theo cái kiểu là họ cứ dùng rằng hoặc là vì một lý do nào đó mà họ không tiến đến với các bạn, và cuối cùng cái người nữ đó trở thành chín xu. Nhưng mà chín xu chưa phải là đích đến của cô ấy đâu, mà cô còn trở thành một Queen of Wands nữa. Đó, tức là càng ngày cô càng tỏa sáng, và star, năng lượng của star có nghĩa là cô ấy sáng lên, bừng lên giống như một ngôi sao đó. Và ở đây mình thấy rằng trong cái khoảng thời gian đó thì ở đây vũ trụ muốn nói với các bạn chính là một showmate bậc cao các bạn nhé. Các bạn gặp nhau, Air of Wands và Air of Cups ở đây, cái tình yêu của các bạn ấy gặp nhau, một gậy và một cốc ấy, đấy nó đại diện cho cái tình yêu của các bạn, là cái phương tiện để các bạn phát triển trở thành star. Cho nên đây sẽ là một cái hành trình suốt cuộc đời, bởi vì năng lượng của star là năng lượng của hai cốc ở đây lại có cả star, thì đây là một showmate bậc cao. Và ở đây mình thấy rằng một cặp đôi rất là ngọt ngào, nam là King of Cups còn nữ là Queen of Swords các bạn nhé. Cái bộ bài này thì nó hơi xấu. Cảm hứng từ những cái từ cái cảm hứng bộ bài này ấy, thì cái người nữ này nó hơi xấu, là bởi vì Queen of Swords thường nói về một cái người nữ rất là định trí tuệ đó, và thường thường là trong cái cảm trong suy nghĩ của nhiều người thì cái người trí tuệ phải là người già, một linh hồn già cỗi, tiếp thu hấp thụ rất nhiều kiến thức của nhân loại, cho nên bà ấy trở thành già cỗi như thế này. Còn King of Cups là ở đây thì mình không biết cái con vật này thì nó đại diện cho cái gì, mình sẽ tìm hiểu thêm, nhưng mình chỉ biết rằng là trong cái bộ bài này ấy, với năng lượng này thì cái người đàn ông này tình nguyện dùng cái tình yêu thầm lặng của mình để thúc đẩy cái người nữ này trở nên tỏa sáng như là một ngôi sao, và trong hấp thụ đầy những trí tuệ của nhân loại đấy, của trí tuệ của nhân loại, trí tuệ của vũ trụ, để cống hiến, để phụng sự cho một cái điều gì đó. Có ngọt ngào không các bạn? Nếu những ai chọn tụ bài số 2 thì các bạn cho mình cái comment cho mình biết với nhá. Vậy thì chúng ta mới dừng lại ở cái câu hỏi đó, chính là cái lựa chọn linh hồn là các bạn thôi. Thì thực ra thì mình cũng chưa khẳng định là các bạn có đi cùng nhau suốt cuộc đời hay không. Lúc nãy mình có đọc thì mình nghĩ là đó là mình đoán thôi. Còn bây giờ mình sẽ lên một trả bài, đó chính là mình đặt thẳng vào câu hỏi chính luôn, đó chính là các bạn sẽ độc hành. Độc hành ở đây có nghĩa là sau khi bạn vụt sáng trở thành một ngôi sao á, bạn vụt sáng trở thành một ngôi sao, thành một mặt trời, thì cái người đó họ sẽ rời đi hay là họ sẽ đồng hành cùng với bạn nhá. Rồi, kiếp sống này bạn sẽ độc hành hay là đi cùng với ai? Ở đây này, năng lượng của 9 gậy, 3 cốc, Queen of Cups. Mình thấy ở đây nó là một hành trình các bạn, một cái hành trình giống như là thông điệp của bộ bài cho các bạn thấy một cái hành trình của các bạn. 9 gậy và 3 cốc. Ở đây cái người nữ này, mình nghĩ là nếu mà bộ bài số 1 ý, tụ bài số 1 ý, là cái người nam làm nền cho người nữ, thì cái tụ bài số 2 là người nữ làm nền cho người nam. Ở đây mình thấy là cái người nam này luôn có một cái nỗi sợ nào đấy, 9 gậy, một cái nỗi sợ, thì cái nỗi sợ này liên quan đến 3 cốc. Thì một là các bạn đang có gia đình, rồi các bạn tự nhiên các bạn gặp một cái người các bạn yêu, các bạn có cảm xúc nhưng các bạn không dám vượt qua, các bạn không theo kiểu là thực ra phải như thế này thì các bạn mới hiểu này. Giống như mình viết trong một cái bài của mình ấy, tất cả những cái mối quan hệ vợ chồng hiện tại nó đều là mối quan hệ duyên nợ, không có duyên nợ không làm vợ chồng đâu các bạn.
Và thường nó diễn ra ba trường hợp như thế này. Một là các bạn bình thản buông thư mà sống, nghĩa là nhịn nhau mà sống ý. Rồi tự các bạn sẽ tìm thấy tình yêu trong cái sự nhịn nhường của mình. Hai là các bạn chịu đựng nhau, cam chịu lẫn nhau. Và ba là các bạn buông nhau ra, giải phóng lẫn nhau. Còn những mối quan hệ mà là một soulmate thật sự thì thường thường các bạn phải trải qua rất nhiều sóng gió các bạn mới đi cùng nhau. Và thường những mối quan hệ đó mang cái năng lượng của cái việc là các bạn truyền cảm hứng hoặc các bạn thực hiện một cái việc gì đó. Ví dụ có những cặp vợ chồng họ lấy nhau xong, họ trải qua rất nhiều sóng gió họ lấy nhau, hoặc là họ không trải qua rất nhiều sóng gió nhưng khi mà họ lấy nhau thì họ cùng đồng hành, họ làm những việc rất là có ý nghĩa. Đó thì những cái mối quan hệ đó thường là mối quan hệ tâm linh. Còn những cái mối quan hệ mà các bạn đang ở với một người mà các bạn lại thích một người khác, nó đều là mối quan hệ nghiệp, nó đều là mối quan hệ duyên nợ. Và các bạn biết không, khi mà có một cái đối tượng thứ ba xen vào thì nó có mấy cái vấn đề như sau. Một, đó là nó là bài học của các bạn, nghĩa là cái người thứ ba nó xen vào để cho các bạn có thời gian nhìn lại cái mối quan hệ của mình. Nếu các bạn còn duyên nợ thì cái này các bạn phải trả bài riêng, các bạn mới biết được cụ thể là mình bước vào mối quan hệ của người này hoặc là mình gặp cái người này là để làm gì. Một, nó là để bạn nhìn lại mối quan hệ vợ chồng của mình để bạn biết cách xây dựng. Hai là bạn nhận ra rằng cái tất cả mọi thứ, những cái thứ mà các bạn đang có nó không còn phù hợp với hành trình của các bạn nữa. Nhưng phần lớn chúng ta không nhận thức được điều đó. Mà có hai kiểu, một là các bạn khi mà gặp một người thì các bạn chỉ lo hưởng thụ về mặt tình ái thôi, mà các bạn không nhìn thấy vấn đề của mình. Và vì thế nó thường xảy ra bi kịch ở chỗ là khi người nam theo kiểu hết cảm xúc thì họ quay trở về, thì người nữ rơi vào đau khổ, hoặc là cái người nam sẽ rơi vào đau khổ vì mình không thể vượt qua ranh giới để đến được với người nữ. Nên mình khuyên nói thật lòng, nếu ai đang rơi vào mối quan hệ ba người, các bạn nên chọn trả bài riêng để biết lý do để mà xử lý cái vấn đề này. Thứ hai nữa là mình thấy ba cốc ở đây là mối quan hệ nó có yếu tố thứ ba xen vào. Các bạn hiểu không ạ? Yếu tố thứ ba xen vào ở đây là gì? Ví dụ như là một cái yếu tố nào đó nó ảnh hưởng đến mối quan hệ để khiến cho các bạn không thể phát triển được mối quan hệ, và nó liên quan đến một cái nỗi sợ. Các bạn hiểu không? Một cái nỗi sợ, ví dụ cái người nam này họ đã từng gặp một cái sự thất bại nào đấy, một cái sự thất bại nào đó họ ám ảnh, bởi vì chính vậy là năng lượng của sự ám ảnh các bạn nhé. Năng lượng của sự ám ảnh là của sự đề phòng này. Và vì thế họ cứ dừng lại, họ cứ giống như một người dậm chân tại một cái đích nào đó. Và cái người nữ kia cứ ôm chiếc ốc tình yêu chờ đợi họ hết ngày này sang ngày khác. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy đó, cái năng lượng này nó là năng lượng của một cái hành trình. Để các bạn nhìn lại cái hành trình của mình nhé, hành trình tình yêu của mình, hành trình mối quan hệ của mình. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp này. Sáu kiếm. Thực ra mà nói ấy, ở đây mình thấy cái năng lượng là người nam không phải là họ không muốn tiến về phía người nữ đâu, họ không muốn tiến về phía ngược về người họ yêu đâu nhé. Có, bởi vì sáu kiếm họ đã từng nghĩ rằng họ sẽ cố gắng để họ bước về phía cái người họ yêu, nhưng sáu kiếm nó là một cuộc đi ngược dòng. Tám gậy nó là một khoảng cách, thì khoảng cách này nhiều lắm các bạn, có thể là khoảng cách về mặt địa lý này, khoảng cách về bất kỳ cái điều gì đó để khiến cho họ hiểu rằng là để đến được với cái hành trình này không đơn giản. Ba xu nghĩa là họ phải cần mẫn, họ phải chắt chiu, họ phải xây dựng, họ phải sửa sang. Mà tám kiếm là hiện tại họ cảm thấy là nó bế tắc, ví dụ là họ chưa tìm ra cái phương án ấy đấy. Và Temperance thì cái người nữ này cứ đứng đó để chờ và tự hỏi một điều, đó là không biết rồi cuối cùng họ sẽ ra sao, có nghĩa là cái hành trình của các bạn sẽ trải qua cái giai đoạn này nhá. Đó thì đó là mình xem là nó là hành trình các bạn đi cùng nhau đấy. Vậy thì mình sẽ xem là mình sẽ dùng một bộ bài nữa để mình xem là cuối cùng thì cái hành trình này, cái đích của nó là gì? Là người nữ sẽ buông người nam ở lại để đi một mình, hay là cuối cùng các bạn sẽ đi cùng nhau? Người nữ này sẽ để người nam ở lại để đi một mình, hay là các bạn sẽ chờ nhau nhá? 8 xu, 7 người. Ở đây có năng lượng của Death, mình nghĩ là sẽ đi cùng nhau đấy. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn này. Mình thấy luôn có cái năng lượng là sau khi cái người nam trở thành đôn cái người nữ lên để người nữ vụt tỏa sáng như một ngôi sao á, thì cuối cùng người nữ lại quay trở lại để chờ đợi cái người này, đợi họ hoàn thành, họ vượt qua cái nỗi sợ của mình ấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Mình thấy một cái hành trình như thế các bạn nhé. 8 xu ở đây có năng lượng của một người nữ, mà nếu người nam mà nghe ấy, mà đây chính là cái câu chuyện của bạn, thì bạn sẽ cảm thấy rằng bạn sẽ không gặp một cái người nào mà họ kiên nhẫn, họ bền bỉ đến như thế đâu. Trung thủy này, kiên nhẫn này, bền bỉ này. Các bạn thấy năng lượng ở đây, năng lượng của market kim ngưu xử nữ. Nói thật với các bạn là thường thường khi mà ai đó mà hỏi chọn vợ chọn chồng ấy, mà bình thường hay khuyên các bạn là nên chọn những người có năng lượng cung đất, bởi vì thường họ rất trung thủy và ổn định.
cung nước thì rất là tình cảm, đáng yêu, nhưng họ thay đổi cảm xúc dễ thay đổi. Cung 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 khí thì lý trí và hay tính toán. Cung lửa thì các bạn biết lửa rồi, bùng lên như lửa rồi cũng tắt ngay đúng không? Chỉ có cung đất thôi, ma kết, kim ngưu, xử nữ, ba cái cung hoàng đạo đó thì các bạn mới có thể là yên tâm. Nếu như người nào muốn có sự ổn định các bạn nhé, chỉ có điều là nếu họ không được hỗ trợ bởi những cung khác thì họ thiếu đi cảm xúc của cung nước, họ thiếu đi lý trí của cung khí, họ thiếu đi đam mê của cung lửa, thì thường thường nó dễ rơi vào nhàm chán. Thì họ phải đầy đủ những cung đó, họ được bù đắp thêm thì nó sẽ rất là tốt. Nhưng nếu cái nền là cung đất thì các bạn yên tâm về cái người bạn đời này hoặc là người yêu này, họ rất là trung thủy các bạn. Để các bạn thấy hình ảnh của một cái người cần mẫn theo những đồng xu và treo lên cửa sổ ấy, có nghĩa là khi họ đã xác định họ yêu một ai thì họ cần mẫn, họ chắt chiu đến tận cùng. Năng lượng của bảy gậy cũng là một mình họ chiến đấu thì có thể giống như là một mình họ đấu tranh để xây dựng cái tình yêu này, còn cái người nam này thì luôn luôn kiểm soát cảm xúc. Nhưng mà các bạn thấy đấy, họ luôn luôn tìm cách để mà cân bằng cái mối quan hệ. Mình thấy ở đây có những cái người phụ nữ họ tuyệt vời đến mức mà các bạn thấy là nếu anh tiến thì em lùi. Các bạn hiểu không ạ? Nếu anh tiến thì em lùi, thì ví dụ như là hai bên mà có cái sự cãi nhau á, mà nếu mà anh tiến thì có nghĩa là anh mà nóng giận ấy thì em sẽ lùi lại đó. Còn nếu như anh lùi lại thì em sẽ tiến lên. Nếu như anh ngại, anh mệt thì em sẽ tiến lên. Họ là những người như thế đấy. Hoặc những người có cái câu là chồng nóng thì vợ bớt lời, mà cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê, chính là temperance này. Mình ở đây mình thấy có những người nữ mà mình nghĩ là nếu người nam mà để mất họ thì có lẽ là các bạn sẽ là cái nỗi nuối tiếc suốt cuộc đời này đó. Bởi vì một người rất là khéo cư xử, trung thủy này, chăm chỉ này, chịu khó này, yêu thương này, và rất khéo trong cư xử các bạn nhé. Cái khéo của họ ở đây không hẳn là cái khéo của cung khí đâu. Cái khéo của cung khí bao giờ cũng có cái sự tính toán. Thiên bình bảo bình song tử, cái khéo của cung nước nó thiên về cảm xúc. Cái khéo của cung nước nó ngọt ngào lắm các bạn. Nhưng mà các bạn phải nhớ là cung nước là họ sống cảm xúc lắm, nhất là nước với lửa. Các bạn mà gặp một cái người mà họ chỉ có hai cung, cung nước với cung lửa, thì các bạn sẽ thấy lúc ở bên cạnh họ, họ ngọt như mật đấy các bạn, họ đầy đam mê. Nhưng mà sau đó họ thay đổi rất là nhanh. Các bạn phải hiểu về cung hoàng đạo, hiểu về chiêm tinh, nó sẽ khiến cho bạn rất biết cách để các bạn nhìn một cái đối tượng đấy họ là người như thế nào đó. Các bạn nhìn đối tượng là người như thế nào nhá. Mình thấy Queen of Pentacles, cái người nữ này họ luôn dành cho người nam đó bằng một cái tình yêu bền bỉ. Các bạn thấy đây, họ Queen of Pentacles, họ cứ dành cái đồng xu này, họ vui vẻ trong cái gọi là cái khung trời của họ, khu vườn của họ, để họ chờ đến một ngày dash năng lượng của người nam có thể dứt ra được cái bóng tối của mình để trở về bên cạnh họ. Các bạn có thấy cảm động không? Bây giờ mình dùng chính cái bộ bài này để mình trả bài cho câu hỏi cuối cùng, với là mình thấy các bạn sẽ là một cái cuộc đi dài hạn đó. Các bạn sẽ đi cuộc đi dài hạn để mình hãy xem là cuối cùng thì các bạn như thế nào nhá. Đó, mình hãy xem là cái người nam này, trước hết là bởi vì khi mà mình nhìn thấy cái lá bài Queen of Cup này King of Cup này, mình thấy cảm động lắm các bạn. Có nghĩa là thực ra các bạn biết không, có những người nam ấy họ dành tình yêu thầm lặng cho chúng ta, cho người nữ á. Thì mình hãy xem là cái người nam, cái tình yêu của người nam họ dành cho người nữ như thế nào, và họ có quyết tâm để đến với người nữ hay không nhé. Cái tình yêu của người nam họ dành cho người nữ như thế nào, 7 lá. Mình sẽ rút đúng 7 lá thôi. Khi mà mình để ngửa bài ấy, mình thường hay rút quá lắm, chứ mình rút đúng 7 lá thôi nhé. Còn mình sẽ đọc trong cái 7 lá đó, chứ mình không rút thêm nữa. Rồi, cái người nữ này họ dành cho cái người nam này họ dành cho cái người nữ này tình yêu như thế nào. Mình sẽ đọc những cái gì khi mà mình cầm cái những cái lá bài này, tự nhiên cái luân xa năm của mình nó tức lên á. Nó tức lên, nó giống như là cái người nam này họ thổn thức cái điều mà họ muốn nói với các bạn, thì có thể họ không nói được hoặc là họ chưa nói. Mình sẽ đọc cái lời nói mà mình đang bị thôi thúc nhá. Họ nói với người nữ rằng em ạ, em chính là 10 ly của anh. Bất kể lúc nào á thì cái hình ảnh của em, mỗi khi mà anh nghĩ về ngôi nhà, anh nghĩ về những đứa trẻ thì nơi đó đều có em. Nhưng mà chín kiếm ấy, anh đã từng suy nghĩ rất là nhiều. Đấy, suy nghĩ nhiều lắm. Làm sao để anh có thể đi về phía của chúng ta. Năng lượng của Nam Pentacle, Pentacle có nghĩa là anh rất muốn ấy. Nhưng mà cái đồng xu trên tay của anh nó chưa đủ. Các bạn hiểu không ạ? Kỵ sĩ xu là chưa đủ đâu. Cứ phải là vua xu. Đấy có nghĩa là anh cảm thấy rằng tất cả những cái gì mà anh đang có ở trên tay này này, nó chưa đủ để mang lại cái 10 ly đó cho em.
Cho nên anh cứ suy nghĩ mãi, anh cứ chờ một lúc nào đấy năng lượng của The Tower đó, năng lượng của The Tower có nghĩa là có cái gì đó thay đổi đi, anh phải làm được một cái gì đó, tức là một cuộc cách mạng ấy, thay đổi cái hiện tại đi. Đấy, cái hiện tại của các bạn thì là đảm bài chung, mỗi người có một cái hiện tại thì các bạn tự lắp ghép vào. Thì bây giờ là cái khoảng thời gian anh đang tìm đường, cho nên là cái thời gian này anh sẽ không nói gì với em cả. Tình yêu của anh dành cho em nó vẫn cứ như thế này thôi, anh không biết nói gì với em cả đó. Nhưng hãy nhớ rằng tình yêu của anh dành cho em đó là thật. Mình sẽ dùng cái bộ bài này, mình xem là họ còn muốn nói điều gì nữa hay không nhé. Mình không đặt cái câu hỏi là để cho vũ trụ sắp xếp, mà mình muốn nghe, lắng nghe cái tiếng nói của người nam. Các bạn biết không, thường thường mình không, tính cách của mình là mình không muốn để cho người khác sắp xếp cuộc đời của mình đâu. Khi chúng ta xin thông điệp của vũ trụ là chúng ta cho vũ trụ cho chúng ta thấy đường thôi, còn đi như thế nào là của chúng ta, do chúng ta. Cho nên mình muốn lắng nghe cái năng lượng của người nam để các bạn có thể nhìn thấy được tư tưởng của họ và tự các bạn quyết định con đường của mình. Đó là cái cách làm việc của mình, chứ mình không để cho người khác sắp xếp cuộc đời của chúng ta đâu nhá. Rồi mình rút tiếp 7 lá nữa xem người nam họ còn muốn nói gì nữa không. Mình thấy người nam này họ dành một cái tình yêu ấy rất lớn cho người nữ. Cái tình yêu của họ nó vừa yêu thương mà nó vừa lại tiếp tục hiểu khác này. Nó vừa yêu thương, nó vừa mang cái tính theo kiểu ngưỡng mộ á. Mà mình không hiểu vì sao, xin lỗi, nó lại cứ bị ngược, thì mình không trả bài ngược. Bây giờ nếu mình rút ngược là mình sẽ đổi là chiều lại nhá, để khỏi mất công nữa. Mình có cảm nhận thấy ở đây có cái nguồn năng lượng là cái người nam này này, mình có cảm giác từ trong tiền kiếp ấy, các bạn dành một cái tình yêu rất lớn cho nhau, nhưng mà vì một lý do nào đó các bạn không đến được với nhau, và cái người nam này họ luôn ấn tượng về cái điều đấy. Có thể họ không nhìn thấy cái điều đó đâu, mình rút thêm một lá nữa, nhưng họ luôn ấn tượng về điều đó, nó trở thành cái sự ám ảnh chất mần. Mình lại phải rút thêm nữa xem là phía sau cái chất mần này nó là gì, nó là nhiệm vụ của các bạn đó các bạn. Đây thôi, mình nếu mà ngược là thôi, không biết mình thế nào mà. Đây, bây giờ mình sẽ phân tích bài cho các bạn nhé. Cái người nam này này, mình sẽ nói cho các bạn, mình sẽ phân tích từ đầu cho các bạn. Trong mắt của họ, trong mắt cái người nữ này, trong mắt họ, người nữ là giờ săn. Bạn đẹp, cái người nữ này đẹp, tỏa sáng như mặt trời, nhưng cũng rất là đáng yêu. Có nghĩa là mặc dù em tỏa sáng, em đẹp đấy, em lộng lẫy đấy, nhưng em không có kiêu sa. Em đáng yêu, em hồn nhiên và dễ thương. Đó, năng lượng của giờ săn. Họ đối với bạn không chỉ có tình yêu, mà còn có cả sự ngưỡng mộ và tràn đầy cái yêu thương, cái niềm yêu ấy. Nhưng mà trong lòng của họ ấy, họ cũng cảm thấy cái người nữ này, năng lượng của hai kiếm và bây giờ sót, các bạn nhớ cho mình này. Trong mắt của họ thì cái người nữ này vừa là giờ săn, nghĩa là vừa tỏa sáng, vừa đáng yêu, đồng thời cũng rất là phức tạp. Hai kiếm, khi nào mà có kiếm thì phức tạp lắm, có nghĩa là xuân hay băn khoăn hay suy nghĩ, cứ suy nghĩ theo kiểu hay suy diễn ấy. Và chính cái điều đó nó làm cho cái mối quan hệ mà đôi khi anh cảm thấy mệt. Mình có cảm giác như cái người nam này này, họ rất muốn yên ổn để họ tập trung vào cái sự nghiệp của họ, và họ chỉ muốn cái người nữ này tin vào tình yêu của họ thôi. Có nghĩa là chỉ cần em tin vào tình yêu của anh, rằng dù anh có nói gì hay không, hay là anh có như thế nào hay không, chỉ tin rằng anh luôn dành cái tình yêu đó cho em. Còn những cái vấn đề khác anh chưa thể xử lý được nên anh không nói gì hết. Có nghĩa là cái điều mà người nam họ muốn nói là như thế, và họ chỉ mong cái người nữ này hãy yên lặng, hãy tập trung vào, hãy ổn định để cho họ được tập trung vào công việc của họ mà thôi. Mình thấy người nữ này rất là hay nói nhá, hay suy diễn, và cứ mỗi lần hay nói hay suy diễn thì họ cảm thấy bế tắc. Năng lượng của 9 kiếm với 8 kiếm họ cảm thấy mệt, bởi vì họ cảm thấy rằng cái vấn đề của họ giải quyết chưa xong, xong lại bị cái người nữ này tác động vào khiến cho họ thấy mệt. Và cái điều mà họ muốn nói là anh chỉ muốn em chờ anh thôi. Năng lượng của 4 gậy, năng lượng của Four of Wands, hãy chờ anh, hãy tin tưởng anh. Khi nào mà anh giải quyết xong chất mần đấy là giải quyết này, 5 kiếm là tất cả những cái vướng mắc ấy, những khó khăn của chúng ta, rồi anh sẽ trở về. Cái năng lượng của chất mần đây mình còn thấy là, mình nhìn bằng năng lượng tâm linh, mình thấy đây là một cái mối quan hệ mà các bạn đã nhiều kiếp sống với nhau rồi, và kiếp nào các bạn cũng dở dang với nhau. Và cái kiếp này các bạn có một cái lời hứa ấy, đó là dù thế nào thì kiếp này khó khăn đến bao nhiêu thì cuối cùng cái gốc tình yêu đó anh vẫn dành cho em, nhất định là như thế. Nhưng khi mà anh chưa hoàn thành, anh chưa làm được điều đó thì làm ơn hãy để cho anh, theo kiểu là làm ơn hãy để cho anh tập trung ấy. Đó, tự nhiên mình nhớ cái bài thơ Anh quá bận để yêu em á, một cái bài thơ rất là hay. Mình sẽ đọc cái bài thơ này coi như là cái kết của cái tụ bài số 2 này nhá. Thì các bạn nghe, và các bạn chỉ cần nghe bài thơ này, các bạn sẽ hiểu được cái tâm tư của người nam dành cho người nữ ở đây nhá. Em yêu, anh quá bận để yêu em.
hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết. Đời cuốn anh đi trong vòng quay mãi miết. Em yêu, anh quá bận để yêu em. Anh trả em những cỏ biết nắm nắng em, trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có. Tất cả như bóng mây râm thoảng qua trời râm gió. Giờ bình yên rồi, anh bận lắm, em biết không? Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng. Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa. Tin đầy ắp lo toan đâu chỉ là nơi giữ lửa. Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu. Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu. Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc. Ừ, anh hiểu, em quan tâm đến anh nhiều nhất. Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em? Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh. Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức. Cái khoảng cách mà em gắng lấp bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương. Bằng những lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường. Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói. Bằng cả bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối. Bằng cuộc đời em ngơ ngác rối bời. Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi. Suốt cuộc đời này anh quá bận để yêu em. Hai câu cuối này là của người nữ nói với người nam các bạn nhé. Chúng ta có thể dừng tụ bài số 2 ở đây được rồi. Các bạn ạ, mình không dùng cái kích cầu lượt view ở kênh của mình đâu. Mình để phát triển tự nhiên. Cho nên là nếu như bạn nào tìm thấy những cái bài học hoặc là những cái thông điệp trong cả bài chung của mình, hoặc là các bạn liên kết với cả bài chung của mình, xin hãy cho mình một đăng ký nhé, để mình phát triển kênh. Hãy tặng mình một nút like, một comment để kênh của mình được phát triển hơn nữa và lan tỏa hơn nữa. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng với mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.